Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái USB boot đa năng để sử dụng những cái chức năng như là God, kiểm tra phần cứng, diệt virus, phục hồi dữ liệu, vân vân. Nó có nhiều cái tính năng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết. Đầu tiên là các bạn vào cái trang tải cái phần mềm tạo USB boot. Đó, bạn vào cái trang là anhdvboot.com. Nó sẽ có cái phiên bản premium. Cái phiên bản này thì mình phải trả phí nha các bạn. Nó có đầy đủ những cái tính năng. Đó, 69.000 một năm. Ở đây mình xài bản free nha, bản không tốn tiền nha các bạn. Nó hạn chế tính năng nhưng mà mình xài bản free là đủ rồi, không cần phải nhiều tính năng nha các bạn. Đó. Nếu các bạn không có nhu cầu thì các bạn xài bản free thôi. Không cần phải bỏ tiền mua bản premium nha các bạn. Đó, bạn kéo xuống dưới cái phần tải về anhdv boot 2021. Bạn thấy những cái link để tải á, bạn chọn Google Drive nha. Google Drive tải cho nó nhanh nha các bạn. Đó, khi các bạn bấm vào thì nó sẽ ra một cái toàn bộ những thư mục nó nằm trong, nó nén trong cái Google Drive. Các bạn click vào cái link á, nó hỏi mình tải về, các bạn bấm tải xuống nha. Không thể quét tập tin virus, vẫn tiếp tục tải. Bạn làm theo cái minh họa nha các bạn. Đó, thì ở dưới góc trái á, nó sẽ tải cái file về. Tiến trình này nó có thể khoảng 10 đến 15 phút. Đây mình cắt bớt nha các bạn. Đó, nó lưu về máy tính rồi nha các bạn. Đó, sau khi tải về thì mình giải nén cái file chấm ra. Đó, các bạn copy cái key để giải nén nha các bạn. Key là anhdvboot.com. OK. Đó, các bạn đã giải nén ra. Bây giờ mình sẽ cắm cái USB vào trong cái PC nha các bạn. Đó, ổ G là cái USB, ổ đĩa USB. Giờ mình mở cái file nén, cái file mà mình mới giải nén đó các bạn. Trong đó nó có cái mục là One Lit anhdv boot 2021. Các bạn click phải run administrator. Nó sẽ hiện lên cái cửa sổ MS-DOS. Trong đó nó hỏi mình là chọn cái ngôn ngữ tiếng Anh hay tiếng Việt. Tùy các bạn, mình chọn tiếng Việt nha. Số 1 là tiếng Việt, số 2 là tiếng Anh. Đó, nó kêu mình chọn tiếp cái ổ đĩa mà muốn tạo. Ở đây các bạn thấy là ổ 16 GB á, nó hiển thị lên là 14.65 GB. Đó, cái kiểu nó là USB đó nha các bạn. Các bạn chú ý là mình chọn cho đúng nha. Chọn sai là tí xíu mình format là nó mất hết dữ liệu. Cẩn thận nha các bạn. Bạn chọn Z để chia làm hai phân vùng ẩn để boot và phân vùng data để chép dữ liệu. Ở đây mình sẽ chọn cái thứ hai nha, là nó có một phân vùng boot nó ẩn đi và một cái phân vùng là data để tí xíu mình chép những cái công cụ cần thiết như những cái file God nha các bạn. Đó, các bạn muốn thêm vào những cái phần mềm mà nó list trên cái danh sách đó thì các bạn thêm. Ở đây mình không thêm thì mình bỏ qua nha các bạn.
cảnh báo là tất cả những dữ liệu trên sẽ bị mất, trên cái ổ USB sẽ bị mất. Có muốn tiếp tục hay không? Z, A là Z nha các bạn. Ok, tiến trình nó tải thì mất cũng khoảng 10 đến 15 phút. Đây mình sẽ cắt bớt cho nó nhanh nha các bạn. Đó, các bạn chờ đợi, tiến trình nó sẽ mất khoảng 15 đến 20 phút. Đây mình sẽ cắt bớt cái video để cho nó nhanh. Rồi, đã xong nha các bạn, đã tạo xong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ vào cái ổ USB mình kiểm tra cái nội dung của cái file mà mình mới tạo nha các bạn. Đó. Nó sẽ tạo ra một cái ổ là USB data, còn cái ổ mà USB boot nó đã ẩn rồi nha các bạn. Trong USB data nó sẽ có những cái file ISO, những cái ứng dụng. Giờ mình sẽ chép những cái file God hoặc là những cái phần mềm vào trong cái phân vùng USB data nha các bạn, để sau này mình làm cái công cụ God hoặc là mình cài cái chương trình vân vân. Giờ mình tạo cái thư mục trên cái USB data là chương trình God, sau đó mình sẽ chép file God Win 10 và file God Win 7 vào nha các bạn. Giờ mình cắm cái USB vào trong cái PC. Mình mở nguồn. Khi khởi động mình bấm phím để chọn cái menu boot. Ở đây Dell là F12 nha các bạn. Còn những cái dòng máy khác thì những cái phím chức năng nó sẽ khác. Các bạn tham khảo cái phần đó nha. Khi khởi động mình sẽ chọn là boot từ USB. Đó. Bạn Enter nó sẽ khởi động USB lên, thì trong cái phần USB boot của mình á, nó sẽ có nhiều cái chức năng như là Windows Setup rồi antivirus vân vân. Mình chọn là Win BE nha các bạn. Số 1 á. Đó, nó sẽ có nhiều cái bản Win BE 64 bit, 32 bit hoặc là Win BE Lite hoặc là Mini USB. Thường thì mình sử dụng bản 32 bit nha các bạn. Enter thì nó sẽ load vào cái giao diện Win BE 32 bit. Thì nó vào cái cửa sổ Win BE 32 bit này, nó giống như là một cái Windows thu nhỏ nha các bạn. Trong đây nó sẽ có đầy đủ tất cả những cái ứng dụng, những cái tool để mình sử dụng. Ví dụ như là nó đầy đủ những cái tool nha các bạn, công cụ để mình sử dụng, để mình kiểm tra phần cứng. Ví dụ như là bạch tai xanh để tạo đĩa, phân chia ổ đĩa, rồi phần mềm CPUZ để kiểm tra phần cứng máy tính, rồi nọc tông gót để gót lại Windows nha các bạn. Ở bên góc phải á, các bạn click vào các bạn thấy nó có nhiều cái tool antivirus, rồi tool kiểm tra phần cứng, ổ đĩa cứng, partition, backup dữ liệu, rồi tool về password, phục hồi password á. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video, nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.